Hello anh em, chào mừng anh em đến với lại kênh Super Watch của em. Thì ngày hôm nay em sẽ review cái chiếc BS của em. Thì coi là nó như thế nào nha. Chiếc này thì chung là khá là đẹp, còn độ mới rất là cao luôn. Thì giá trị của nó thì khỏi bàn. Thì bây giờ mời anh em mình đi chi tiết chiếc BS em hiện em đang có của kênh em nha. Rồi, mời tất cả các anh em mình. Đây, giới thiệu đến tất cả các anh em mình. Trên tay của em đang chiếc đồng hồ BS, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng nha. Thì nổi tiếng nó ở cái đặc điểm nè. Anh em nhìn vô cái nó có cái bánh đà kép. Đây, chiếc này thì nó có bánh đà kép nha. Thì em sẽ nói sâu về xíu cái bánh đà kép này. Chiếc này thì có cái lịch sử là thành lập năm 1777, số khá đẹp luôn. Đây, thành lập nha, cái này là cái năm thành lập của cái chiếc này. Và đến năm 2005 thì chiếc đồng hồ này được hoàn thiện cái bánh đà kép. Bánh đà kép là ở trên này nó có một cái bánh đà nè, cái này là cái búa, cái bánh đà này là bánh đà vàng đúc 18K nha. Rồi, ở cái niền này cũng là vàng đúc 18K, anh em nhìn ngang nè, thấy cực kỳ dày không? Này là cái niền này là niền vàng đúc 18K luôn nha. Rồi, những cái mắt dây này nè, những mắt dây vàng này nè là được cuộn vàng. Đây, anh em nhìn kỹ vô cái chỗ này là anh em sẽ thấy là cuộn vàng. Đó, thấy không? Nè, những cái mắt dây này là bọc vàng. Dây thì còn khá là dài, đâu đó tầm khoảng cỡ tay 19. Cỡ tay 19 là đeo, là 18-19 là đeo Vivo. Chiếc này thì nguyên zin từ A cho tới Z nha. Cái logo của chiếc này khá đẹp. Logo chữ B có một cái dấu chấm. Đó, đặc trưng của chiếc BS này. Chiếc này thì có một cái đường kính là size 36.5 là đo chỗ này nha. Còn nếu mình đo dạng mà đo cái nó có một cái phần hịch ở cái chân nè, mình đo cái này thì nó sẽ ra là 38 hơn. Đó, cơ chế là máy automatic nha. Anh em nhìn cái mặt sau nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó, có cái năm thành lập, chữ B, nó khắc rất là nổi, rất là đẹp nha. Khắc nổi rất là đẹp. Bộ máy thì của Thụy Sĩ, nó có cái bánh đà ở bên trong là sử dụng cho cái bộ máy là bánh đà kép nha. Nó vừa có bánh đà của cái bộ máy và nó có cái bánh đà phía trước luôn. Đó, người ta hoàn thiện hai cái bánh đà luôn cho chiếc đồng hồ này. Thì một cái thương hiệu gọi là mỗi cái đồng hồ nó sẽ có một cái đặc trưng riêng. Nhưng mà chiếc này ví dụ như anh em nhìn từ xa, anh em thấy cái bánh đà kép này là anh em biết cái hiệu của BS. Chiếc này thì theo em lên mạng tìm hiểu giá ở shop là hơn 36 triệu. Hơn 36 triệu cho chiếc này nha. Thì bên em đang bán là hơn 25 triệu xíu thôi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Vàng thì khỏi bàn luôn, cực kỳ dày luôn nè. Cái này nó rất là dày luôn. Chiếc này thì không thể nào mà tính vàng được, nhưng mà những cái chi tiết mà vàng thì người ta làm cái vàng đúc hết cho anh em mình, gọi là thiết kế rất là đẹp. Đó, chiếc này thì em bán là hơn 25 triệu. Em review kỹ. À, đây còn cái khóa nó rất là chắc nha. Khóa này khóa gập nhưng mà rất là chắc. Làm bằng thép nha, thép không rỉ. Đó, dây là dây đúc đàng hoàng. Nhìn thương hiệu thì chất lượng ơi. Rồi, giá hơn 25 triệu. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ cho em nha. Hơn 25 triệu. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em.